Video này chỉ mang tính chất giải trí, không hề có ý cổ suý cho mọi hành động xấu hay đi ngược lại với thần phong mỹ tục Việt Nam. Ok, và hello, xin chào. Ủa mà khoan từ từ, sao tự nhiên mà mình thấy có mỗi cái đầu của mình thôi vậy ta? Ủa sao không thấy cái người của mình đó hết trơn vậy? Ủa trời ơi, bạn Phong cẩn thở quá à. Tụi mình luôn như thế này làm sao nhìn được? Nhìn nè, tụi mình là con nít mà. À quên, trời ơi, mình phải mở cái này nè, đó rồi. Trời ơi, hồi nãy mình dơm vô cho nên là mình thấy có mỗi cái đầu của mình thôi à. Ok, và hello, xin chào tất cả mọi người nha. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Và lại là mình, Phong Cận TV, đẹp trai nhất hành tinh vũ trụ hơi với điện ảnh Minecraft đây bạn ơi. Và ngày hôm nay, như bạn đang thấy, mình chính là em bé Phong Cận. Ủa, còn đây là ai đây? Ủa? Tôi là em bé Sammy Đào dễ thương cu tê đáng yêu 3 tuổi. Ủa, em bé là phải mặc tả giống tôi nè, thấy không? Tôi mặc tả nè, tôi thấy bạn có mặc tả đâu. Trời ơi, cái gì đây, cái tả tôi màu trắng nè, ông đi ngu hả? Đâu đâu, để tôi nhìn lại coi. À, thấy rồi, đây nè, bạn có mặc cái tả nè, rồi ok, thấy rồi đó, vậy mới đúng là em bé chứ. Ờ, nhưng mà sao? Sao mà nhìn tôi mặc hơn bạn vậy? Nụ cười đã tắt đằng sau nước mắt. Ok, và hello, xin chào tất cả mọi người nha. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Và lại là mình Phong Cận TV đây bạn ơi. Ủa mà hình như hồi nãy mình chào rồi mà ta. À quên. Thì ngày hôm nay như mấy bạn đã đọc tiêu đề thì chắc các bạn cũng biết ngày hôm nay chúng ta sẽ làm video gì rồi đúng không? Yeah, đúng như vậy. Ngày hôm nay mình đã tạo ra một cái cánh cổng. À không, phải nói là 4 cái mới đúng. Một cái cánh cổng ở đây là cánh cổng em bé nè. Bên đây là cánh cổng 3 tuổi. À, 10 ta, cái gì? Bên này là 10, không phải 18 tuổi. Bên này là mới có 9 tuổi thôi. Bên này mới là 18 tuổi nè. Đó. Thì ngày hôm nay nè, mình sẽ làm một video. Nếu như cặp đôi Phong Cận và Sammy lớn lên ở trong Minecraft sẽ như thế nào? Sẽ như thế nào? Đó. Cho nên á là mấy bạn hãy nhớ xem hết video này để xem coi bọn mình sẽ lớn lên như thế nào nha. Ok. À mà khoan đã, từ cho mình hỏi bạn này coi. Tết vừa rồi á, bạn mấy bạn đã được lì xì bao nhiêu tiền? Mấy bạn được lì xì bao nhiêu tiền? Các bạn nhớ comment xuống bên dưới cho mình biết nha. Chứ Phong mà Phong được đồng nào hết trơn à, tại nhìn mặt Phong thấy ghét quá, không ai lì xì hết trơn á. Buồn. Chứ ông mà dễ thương như tôi này mới được nhiều lì xì. Ồ vậy hả? Ôi ok. Được rồi. Thôi nói chung là bây giờ chúng ta không dài dòng nữa. Bây giờ mình sẽ cùng với Sammy, bọn mình sẽ cùng nhau vào trong cánh cổng em bé và cùng nhau lớn lên trong Minecraft nha. Ok. Sammy sẵn sàng chưa? Sẵn sàng rồi. Vô em, nhiều lúc vô mình nhật nhận thêm lì xì á. Được được. Vậy bây giờ mình đi nha. Ok, chuẩn bị nè. Đứng đây nè. Ok, chuẩn bị nè. 1 2 3 let's go. Hai. Ây da, trời ơi, đau quá trời quá đất luôn. May mà có cái hồ nước á. Ủa trời, chỗ này chỗ nào đây? Quá à. Ủa? Cái gì đây? Cái chỗ này hình như là cái tòa lâu đài đồ chơi mà trong tập trước tôi thấy mà ta. Sao bây giờ đồ chơi biến mất hết trơn rồi? Ủa? Gì kỳ vậy? Cái gì vậy? Wow, đây là một ngôi nhà rất nhiều sữa. Ủa sao từ Phong ơi, sao chỗ này nhiều sữa vậy? Ủa, nó có mấy cái bình sữa cho em bé nè. À, tôi hiểu rồi. Vậy là bọn mình còn là em bé cho nên nhiệm vụ của bọn mình là sẽ phải uống sữa để lớn lên. Rồi, hiểu rồi. Trời ơi, uống chừng này là mập thù lù như con heo luôn. Sao uống được, tôi uống bình hả? Thôi tôi uống bình này không, nha. Tôi hiểu rồi, là bọn mình sẽ phải đi thu thập hết mấy cái bình này nè. Tôi hiểu rồi. Đây, bây giờ mình lấy đi Sam nè. Tôi sẽ lấy một bình nè, hai bình nè. Lấy hết luôn, hiểu không? Mình phải lấy hết thì mình mới được qua màn, hiểu không? Nè, lấy hết. À, tôi thật sữa đúng không? Đó, đúng rồi. Đó, em bé mà. Ừ, em bé còn nhỏ thì em bé phải uống sữa không? Ê, nhưng mà Sam ơi, có mấy cái hộp sữa nằm trên cao á, sao mình lên lấy được? Sao tôi biết được? À, từ bây giờ ông leo đầu tôi đi, tôi nhìn vậy thôi chứ tôi khỏe dữ lắm. Leo đầu tôi cõng ông cho, rồi ông leo đập được không? Chịu không? À, hợp lý vậy à, tôi leo lên trên đầu Sam xong đầu tôi chạy. Ủa, không, đâu được, chạy chạy. Tôi là con trai mà còn bà là con gái, bà phải leo lên để bà lấy sữa chứ. Quá vậy hả? Không sao thôi, tôi chở ông được mà, ông đừng có lo, lên đi. Trời ơi, tôi là thôi, người giúp ông chạy.
không được, không được. Trời ơi, trời, tôi là con trai, tôi phải ga lăng, tôi phải cõng Sam chứ, chứ làm sao Sam cõng tôi được. Ê, nhưng mà tôi còn là em bé, tôi cõng không có nổi đâu. À, tôi có cách đây, tôi có cách đây. Bà đợi tôi xíu, mấy cái bình sữa trên cao này dễ mà. Để xíu nha, để xíu nha, tôi ra ngoài. Để xíu nha. Sammy ơi, tôi về rồi nè, Sam ơi. Nè, tôi nè, đây tôi có dẫn thêm một người bạn về nè, thấy ai không? Một con heo. Đúng rồi. Về làm gì vậy? Trời ơi, bây giờ á tôi cõng bà không nổi đúng không? Nhưng mà con heo này cõng bà được nè. Bây giờ bà leo lên lưng nó đi, tôi kéo bà lên mấy cái chỗ mấy cái bình sữa nè, xong bà đập mấy cái bình sữa, hiểu không? Ôi trời, sao không thông minh chứ vậy? Rồi, leo lên đi. Rồi ok, bây giờ tôi kéo cái bình sữa nè. Rồi lấy đi, đập đi. Đây. Đập được không? Trời ơi. Không được. Trời ơi, thiệt luôn á, bà lùng quá. Ok rồi, từ giờ tôi sẽ đẩy con heo lại gần hơn xíu. Con heo lại gần xíu coi, con heo. Ok, đập được chưa? Rồi đó, đập được chưa? Ok, được rồi nè. Rồi bên này một bình nữa nè. Ok. Qua bên đây. Đập đi. Rồi bên này nữa nè, Đập đi. Mình sắp thu thập được hết sữa rồi, mình sắp được qua mạng rồi. Cố anh Sam, cố lên. Nè. Đây tôi. Đó cho chết nè, đó. Còn thêm đi. Còn bình trên đây nè. Ok rồi, còn bên này nữa, Đập đi. Đánh luôn. Đó. Ở bên này. Dạ, yeah, sắp xong rồi, cố lên, cố lên. Bên này ơi. Nữa. Rồi, yeah, ok, hoàn thành rồi bạn ơi. Thôi, cảm ơn bạn heo nhiều nha. Nhờ bạn heo mà bọn tôi mới lấy được mấy bình sữa đó. Cảm ơn bạn hung bạn cái nè. Phải chăng em đã yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Ok. À, cho bạn đi tắm nè, đó, thích chưa? Đúng rồi, cho bạn đi tắm luôn. Rồi, ok. Được rồi bạn ơi, vậy là bây giờ bọn mình đã hoàn thành xong nhiệm vụ đầu tiên, đó chính là thu thập mấy bình sữa rồi. Vậy là coi như bọn mình uống sữa xong, bọn mình sẽ lớn lên thành 3 tuổi nha. Được rồi, vậy Sammy sẵn sàng chưa Sam? Rồi, về cái nè, về cái uống sữa cho nó thích nè. Ok, yeah, bình sữa nè, yeah. Rồi ok, uống sữa thôi. Rồi ok, bây giờ chúng ta cùng nhau đi ra ngoài cổng để chúng ta dịch chuyển đến tuổi 3 tuổi nè. Ok, chuẩn bị nè. 1, 2, 3. Hay da. Ok, bọn mình đã nhảy ra ngoài đây. Ui, trời ơi, Sam ơi. Ui, bạn lớn lên rồi nè. Trời ơi, nhìn bạn dễ thương quá à. Sao nữa, thấy chưa, tôi dễ thương nè. Ủa, từ từ, mà ông cũng vậy nè. Ủa, đâu, ôi, coi coi. Bự nha. Ồ, trời ơi, mình cũng lớn hơn được xíu nè bạn ơi. Tính ra là, ui, hình như là tôi với bạn đang mặc đồ đôi á Sam. Đang mặc đồ đôi sao á. Ừ nè. Ờ, nhưng mà sao từ, tôi nhìn bạn nhìn giống con chim cánh cụt quá vậy. Ờ, không biết tưởng tôi với tôi lùn dữ vậy. Trời ơi, bạn lùn tịch à, mình cao hơn bạn xíu à, thấy không đó. Trời ơi, tại mình là con trai đó. Nhưng mà nhìn bạn có vẻ mập hơn mình vậy. Ủa đâu ra, bà nghĩ sao vậy, cái bụng bạn bự hơn cái mặt của tôi mà nói chuyện gì kỳ vậy. Trời ơi, trời vậy hả. Rồi ok, được rồi. Vậy là bây giờ bọn mình đã lớn lên được 3 tuổi nè bạn ơi. Rồi bây giờ bọn mình sẽ cùng nhau vào trong cánh cổng 3 tuổi để coi bọn mình sẽ thực hiện thử thách gì tiếp theo nha bạn nha. Sammy sẵn sàng chưa? Sẵn sàng rồi, tôi sẽ vô tôi vượt hết hơn ông luôn. Ok, được rồi, vậy chúng ta cùng nhau bắt đầu nào, chuẩn bị đây nha. 1, 2. Ủa sao bạn vô trước tôi vậy? Trời ơi, ok để tôi vô nè. 1, 2, 3. Hay da. Ok, ok. Và bây giờ chúng ta đã cùng nhau đến với cánh cổng 3 tuổi rồi bạn ơi. Để mình coi cánh cổng 3 tuổi này có gì nè. Ờ, ở chỗ này nó có một cánh cửa nè. Ủa mà cái cửa này hình như mở không được, nó bị khóa rồi. Ôi, sao khóa vậy nha? Không biết nữa. Ui, ui, ê, không. Hình như trên này có cái gì đây mình đặt trên nè. À, hình như tôi biết rồi. Tôi có mấy rương nha, tôi đi vào nha, tôi xem coi. À, thấy chưa, biết luôn mà. Nó có mấy cái chữ ở đây nè, hình như là nhiệm vụ của chúng ta ở 3 tuổi là chúng ta sẽ phải học chữ hay sao á. Bây giờ bọn mình phải cần phải gọi là xếp mấy cái chữ này thành một cái gì đó. Đó, để chúng ta mở được cửa, hiểu không? Ui, ủa sao nghe mình như thánh tử Conan vậy, thích vậy? Trời ơi, bọn mình phải đi học phải không? Rồi ok, tôi xem coi, bây giờ tôi lấy mấy cái chữ đây nè. Ờ, ok, tôi nhìn mấy cái chữ này, tôi đoán coi là xếp thành chữ gì nha. Mấy cái chữ này có chữ H nè, chữ E, chữ R, chữ O là hero. Mình đố với bạn fan là cái này là xếp thành chữ gì nha. Mình đố bạn biết luôn á. Ok. Bài gì đó. Được rồi. 2, 1, đoán được không? Mấy bạn đoán được không? Rồi ok, bây giờ tôi sẽ xếp cho bạn xem nha. Chắc là chữ hero team chứ còn gì nữa đúng không Sam? Đúng rồi. Ok, đây để tôi xếp nè. H nè, H nè, rồi E nè, He nè, đúng rồi. Rồi chữ R đó ta. À, chữ R đây. He nè, rồi.
Hero đó. Thấy không? Siêu nhân, siêu nhân Hero. Hero team đúng không? Tờ nè. Rồi à, team nè, đó Hero team. Đó. Ai đó? Không biết nào vậy? Trời ơi, vậy? Hero thì đúng rồi, nghĩ sao từ team này, team là team gan phèo phổi hả? Team là tiếng Anh á. Trời em ơi. Ủa đúng mà nè, Hero tờ im mà im tạm team Hero team. Trời ơi, hèn chi tôi. Vậy thôi bạn xếp đi. Ông bị cận rồi đó, mệt ghê đâu tôi sửa cho. Đó. Vậy bạn xếp đi. Không biết như vậy. Đây tôi xếp cho, tôi đập lại đó. Đây, chữ team á mà sẽ đánh vần từ từ E nè. Đó. Ai? Gì nữa? Đó. Bơ nè. Ủa? Hello team. Là ghi vậy hả? Tôi mới có 3 tuổi sao tôi biết được? Ờ, để xem mở cửa được chưa? Ui, được rồi nè. Hợp lý, hợp lý, trời. Bạn Sam giỏi quá vậy bạn Sam. Được rồi, qua nào, qua nào. Ok, qua đây, qua đây. Rồi, tiếp theo là chữ gì đây để mình xem coi. Ờ, ở chỗ này có rất là nhiều block chữ luôn. À, tôi biết rồi, để tôi. Chắc chắn là chữ S nè. Trong team của bọn mình thì có hai người có tên là có chữ S ở trên tên. À không, ba người mới đúng, Siro, Simmy và Sammy. Bởi cho nên chữ S này mình nghĩ là Sammy đó, để mình xếp thử nha. Ok, S nè, được A nè. À, Sam hả? Đây, đó, thành chữ Sam này nè. Đó. À, rồi còn có mấy cái chữ này là gì ta? Sam, Sam như này đúng không? Sam hẹo. Ai da? Trời ơi. Xin lỗi. Sam mà xếp lại Sam heo, tôi tên đầy đủ là Sammy Đào chứ đâu phải Sam heo đâu. Ủa? Sorry, sorry. Trời tôi thấy có cái chữ E H O là tôi tưởng là xếp thành chữ Sam heo. Trời ơi là trời. Từ từ để tôi lại. Heo cái đầu không á. Từ từ đây tôi làm lại nè, Sammy M nè, thêm chữ Y nữa thôi đúng không? Sammy. Đó, thành chữ Sammy rồi nè. Rồi mở cửa được chưa ta? Úi được rồi nè. Ok. Rồi đi qua, đi qua. Rồi ok, tiếp để cho mình coi coi chữ tiếp theo gì. Hai từ. Bây giờ đến tôi thể hiện cho. Bây giờ tôi dùng hết này đã. Rồi ok rồi, bây giờ tới được Sam, Sam xếp thành chữ gì xếp đi. Rồi đây bây giờ ui, có, ui quá trời chữ luôn. Có một chữ bờ nè. Ui chị tôi biết rồi, chắc chắn chữ này là chữ phong cận. Ok rồi bây giờ tôi sẽ ghép từ phong cận nha tôi. Ok. Giỏi bờ nè. Bờ nè. Rồi gì nữa? Bờ nè. Bờ. Bờ nè đúng không? Rồi. Bờ nè. Đó. Rồi thành chữ phong rồi nè. Ồ. Ghê ghê ghê. Từ cận thôi là được rồi. Đó đây A nè. N. Wow, trời ơi, Sammy giỏi quá, Sammy giỏi quá. Được rồi, ok rồi, bây giờ mở cửa. Được luôn nè. Quá đỉnh rồi, ok, qua. Dẻo nè, tụi học sinh giỏi luôn á Phong. Đúng rồi, chắc chắn là bọn mình là học sinh giỏi luôn rồi. Rồi, tiếp theo chữ gì đây? Ủa, sao cái này nhiều chữ quá vậy? Trời ơi, có mấy chữ luôn nè. Ôi, khó rồi nha. Ồ, trời ơi, thôi được rồi, vậy tôi sẽ xếp bên đây, Sam xếp bên kia đi. Ok, tôi lấy chữ đó nè. Rồi, rồi để xem coi. Xếp chữ. Để mình xem coi mấy cái chữ này sẽ xếp thành được chữ gì ta, làm sao biết được ta. Ờ, để xem thử nha. Ờ, có chữ S không ta? Ờ, hơi có chữ S nè. Vậy là chỗ này mình sẽ xếp thành chữ Sammy đi ha bạn ha. Ok, Sam nè. À, M nè. Ok, M nè. Đó, thêm chữ Y nữa, chữ Y đâu ta? À, chữ Y đây. Sammy. Đó, mày thấy không? Mình xếp được chữ Sammy rồi nè. Rồi sau đó là có mấy cái chữ ở đây. À, tôi xếp thành chữ gì vậy ta? À, biết rồi. Sammy dễ thương. Đúng rồi. Trời ơi, gì ngã dễ nè. Đó, dễ thương. Đây chữ H. Rồi, chữ U. O, N, G. Đó, rồi xong. Xếp được chữ Sammy dễ thương nè, thấy không? Nè, Sammy xong chưa? Tôi sắp xong rồi, bây giờ còn hai chữ thôi rồi đây. Ủa? Rồi, Sam, tiếng tiền. Ủa, cái gì vậy? Sammy hả? Xếp thành chữ gì vậy? Phong béo phì, tiếng tiền. Ủa, cái gì mà sao xếp thành chữ phong béo phì? Ủa, tôi có béo đâu. Ủa, sao mà không béo được, nhìn không kìa. Trời ơi, mỡ mà bự bằng cái đầu luôn kìa. Còn tôi sao? Sao dễ thương, ôi, ông thấy tôi dễ thương hả? Cảm ơn nha. Trời ơi, thiệt luôn á, tôi xếp bà là Sammy dễ thương, còn bà xếp tôi thành là phong béo phì với bạn ơi. Trời trời, quá đáng thật sự luôn á. Thôi rồi. Quá đáng mẹ. Mẹ tôi vậy không nói dối. Ok được rồi, không nói dối thôi, tôi mập được chưa? Rồi được rồi, bây giờ chúng ta cùng nhau đi qua cánh cổng này để chúng ta cùng nhau đến với cánh cổng tiếp theo nha bạn nha. Sammy sẵn sàng chưa? Sẵn sàng, sẵn sàng. Rồi ok, chuẩn bị nha. Được rồi, vậy là coi như bọn mình đã vượt qua được cánh cổng 3 tuổi, là bọn mình đã đi học chữ rồi nè bạn ơi. Bọn mình biết viết chữ rồi nè. Bây giờ chúng ta cùng nhau đến cánh cổng tiếp theo nha. Ok, chuẩn bị nè. 3, 2, 1, let's go. Hey, yeah.
Ok, ra ngoài, ra ngoài rồi nè. Ủa, sao tôi nghe cái giọng của tôi hình như nó khác hồi nãy sao ơi? Giọng tôi hết là giọng em bé rồi nè. Ừ, tôi cũng vậy nè. Wow, trời ơi, lớn nhưng mà nữa. Nhưng mà tôi nhìn Sam có vẻ lớn hơn à, để tôi coi coi tôi như thế nào đây. Ồ, vẫn là cái bộ đồ hoodie của mình mấy bạn ơi. Ê, nhưng mà sao khoan từ, tôi để ý nha, cái bộ đồ của tôi nó có một cái đuôi của con thỏ nè, Sam, Sam nhìn nè. Ủa, có hả? Không, cái này là rách đó Phong ơi, trời ơi, ông rách mông kìa. Ủa, cái gì kì vậy? Ủa, vậy cái này đồ rách hả? Trời ơi, tôi không biết luôn á, tôi tưởng là cái bộ đồ của tôi nó có cái đuôi thỏ chứ, hóa ra bị rách hả trời. Trời ơi, thiệt luôn á, chẳng lẽ nhà mình nghèo quá nổi. Mình nghèo nổi, mình không có tiền mua bộ đồ mới đẹp đẹp mình mặc hay sao trời. Không, không, thiệt không luôn ơi, á. Cái này không phải đâu, biết sao không? Ông bự quá bị rách cái mông á, nghĩ sao vậy? Trời ơi, tưởng tượng dữ vợ, ăn cho nhiều vô vậy mập. Trời ơi, ý Sam nói là tôi ăn nhiều quá tôi mập cho nên tôi mặc đồ không vừa, rách đồ gì đúng không? Không nghĩ sao mà đâu ra, trời ơi, Phong Cực Tư Duy là giàu nhất vũ trụ thế giới đừng ảnh mai rác mà, nghĩ sao mà nghèo được. Trời ơi, ở đâu à, tôi nghèo nhất Hero Team luôn á trời. Thôi được rồi, bây giờ mình với Sammy đã lớn lên được 13 tuổi nè bạn đó. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau vào trong cánh cổng 13 tuổi để chúng ta thực hiện nhiệm vụ và chuẩn bị lớn lên thành 18 tuổi nha các bạn nha. Ok. Mà khoan, từ không phải. Hình như cái cánh cổng nó không phải là 13 tuổi đâu, hình như cánh cổng này là 18 tuổi hay sao á, không phải là 13, mình nhầm. À, cánh cổng này là 18 tuổi nha các bạn nha. Còn cánh cổng bên này là 25 tuổi nè. Trời, qua đây là 25 tuổi luôn á. Ủa? Trời ơi, ủa sao bên này ông lịch lãm mà sao tôi nhìn con trẻ trẻ trâu vậy? Ủa gì kỳ hả? À, không biết nữa. Chắc là do Sam tính Sam trẻ trâu cho nên vậy á. Thôi được rồi, bây giờ chúng ta cùng nhau vào trong cánh cổng 18 tuổi để coi coi chúng ta sẽ lớn lên 25 tuổi như thế nào nha các bạn nha. Ok, chuẩn bị nè. 3, 2, 1, bắt đầu thôi. Let's go. Ây da. Ơi, lại té thêm lần nữa rồi, thiệt luôn á, cứ lần nào qua cái cổng là bị té. Ủa, cái này là gì vậy ta? Ủa? Chỗ này chỗ nào đây? Ủa, nó muốn làm gì đây ta? Hình như chỗ này là cái chỗ bọn mình phải giải mã hay sao nè Sam ơi. Ủa, có cái bàn gì đây? Ủa, nó xuất hiện cái gì nè? Ui. Wow. Rồi tôi hiểu rồi, hình như nhiệm vụ của bọn mình là phải đạp vô mấy cái nút này để tạo ra đường đi qua bên kia hay sao á. Ồ, hiểu rồi, hiểu rồi. Ê Sam, hiểu rồi nha, bây giờ nè Sam đạp vô cái nút này đi. Sam đạp vô cái nút này đi. Rồi ok, bây giờ tôi sẽ qua đây rồi tôi đạp cái nút này đúng không? Ủa, phải hả? Ủa phải không? Hình như không phải. Lộn rồi. Hình như là Sam đạp lại đi. Ok, bây giờ mình sẽ nhảy qua đây hay sao nè. Bên đây có một cái nút, bấm vô cái nút đó có được gì không? Ủa? Ui, nè, nè. Nó tạo cái đường màu đỏ nè. Dạ Sam, sao bà làm tôi té nữa? Xin lỗi. Tôi lên. Ok rồi. Giờ Sam sẽ đạp bên đi. Cái này thách thức dễ sợ luôn đó. Rồi ok. Trời ơi. Bây giờ tôi qua bên đây nè, rồi Sam bước ra ngoài đi. Thôi giờ sao? Ok, xong rồi tôi sẽ bước qua đây cho Sam leo lên. À. Rồi, xong bây giờ mình sẽ nhảy qua bên kia. Hey, rồi qua đây. Hey. Trời ơi, thiệt luôn bà Sam, tôi không ngờ là bà nước gì luôn bà. Leo lại đi. Rồi Sam nhảy qua trước đi, chứ tôi không tin đâu. Ok. Rồi. Rồi đi qua, rồi đi vô đây. Hình như là mình vô đây để mình dịch chuyển qua màn tiếp theo. Rồi, ok, màn tiếp theo là màn gì đây để xem coi. Ồ, cái chỗ này, ủa cái này mình đạp lên để tạo kính đó đúng không? Ồ, rồi hiểu luôn. Rồi hiểu luôn, được rồi. Bây giờ Sammy leo lên cái cục màu vàng này đi. Ok, rồi. Bây giờ á, tôi sẽ nhảy qua cục màu xanh này. Là Sammy phải nhảy lên cục màu xanh nha. Ok, chốt đâu thấy okay, được. Ok rồi, lên nè, chuẩn bị nè. 1, 2, 3, nhảy lên. Rồi, ok. Quá đơn giản. Bây giờ okay. Là hình như là phải nhảy qua cái cục màu xanh bên kia. Sao thấy cục màu xanh bên kia không? Ê, lấy okay. Đà nè, ok. Rồi, chuẩn bị nè. 1, 2, 3. Trời ơi. Ôi, cục này đứng đây được nè, cực nhiên. Trời ơi, biết người ta đứng đó vậy rồi. 1, 2, 3. Rồi, ok. Ồ. Rồi, bây giờ rồi, nhảy được, rồi, nhảy được, nhảy được, lên được. Cái cục bên kia nha. Ok, chuẩn bị nè. 1, 2, 3. Hey. Rồi, okay. Ủa? Sorry, tôi lỡ đạp chân nhầm rồi. Xin lỗi, lại. Rồi, ok, chúng ta cùng nhau đến với màn tiếp theo nào bạn ơi. Trời ơi, tôi hiểu rồi Sam ơi, tôi hiểu lý do vì sao mà chúng ta phải chơi cái trò này rồi. Tôi hiểu rồi. Là sao? Tôi nghĩ hết trơn luôn á, lớn rồi bắt bắn cua là sao? Có nghĩa là chúng ta đến đây á nha, là chúng ta sẽ phải giống như kiểu là hợp ý nhau, chúng ta phải tìm, cho nên chúng ta phải cùng nhau phối hợp để vượt qua được những cái thử thách này, hiểu không? Hóa ra là vậy. Đúng rồi, đoàn kết. Chúng ta phải đoàn kết lại với nhau, chúng ta đoàn kết là sức mạnh mà đó. Ok, bây giờ để tôi xem coi chỗ này hình như là bấm cái nút này nè. Đâu qua bên đây. Rồi Sam qua đây đi Sam. Qua đây. Rồi ok. Sau khi qua đây xong thì hình như là mình sẽ phải rồi hiểu rồi. Sammy qua bên kia đạp cái nút màu vàng bên kia cho Phong đi. Nút màu vàng đấy hả? Để tôi đúng xem coi. 1 2 3 0. Đó.
Rồi, ok, nó sẽ tạo được cái đường, sao tôi sẽ nhảy qua bên đây. Rồi, ok. Vậy là bây giờ Sammy sẽ không thể nào qua bên đây được nữa đúng không? Sam chạy qua thử coi. Sao được, từ thử nha, thử nha. Đó. Ui trời ơi. Trời ơi, vậy là sao không nhảy qua được rồi. Từ từ để Phong coi. À trên đây có cái nút. Đây, hình như bấm vô cái nút này. Nó tạo được cái đường cho sao qua nè. Quá là hợp ý nhau luôn, quá là hiểu ý nhau luôn bạn ơi. Rồi ok được rồi. Vô đây, chúng ta cùng nhau đến với màn tiếp theo nào. Nhanh. Rồi, ok. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với màn tiếp theo nha bạn nha. Thì cái màn tiếp theo này. Cái màn này có bộ khó nha. Tôi nhìn thấy nhiều thứ quá nè. Trời ơi, có bộ khó à. Ở chỗ này là nó có một cái đường màu đỏ nè. Hình như mình sẽ phải bắt cua bên đây. Sau đó là hình như là mình phải vào được bên trong kia mấy bạn ơi. Nhưng mà bây giờ đường nào đi qua bên trong nó được vậy ta? Để suy nghĩ coi. Phong ơi. Đầu này có cái nút màu cam nè, gì đây ta? Nút màu cam hả? Đâu sao bấm thử cái nút đó coi. Đây nè, có gì không? Đây. Nó tạo một cái đường đi qua bên kia. Ok, tôi xem coi. Giờ mình sẽ qua bên đây rồi. Hiểu rồi. Bây giờ Phong qua đây nè. Rồi giờ sao bấm cái nút màu cam đó đi. Bấm theo lần nữa. Nhớ lại nè. Đó, thì kính nó sẽ mở ra. Bây giờ tôi sẽ nhảy qua đây. Rồi, ok. Bây giờ mình chỉ cần nhảy qua đây. Rồi xong, té rồi. Sam ơi. Trời ơi, trời, cái gì vậy? Tới đến nơi báo dữ vậy? Xin lỗi, làm lại đi. Phong lỡ. Rồi, mở kính nè, sao qua bên đây. Rồi, nhảy bên cục màu cam này. Sau đó nhảy lên cục màu vàng. Rồi, tạo cái đường này nè. Sam, sao qua được không? Này, tôi qua được. Tôi là bà rồ bắt cô thấy vậy? Đó, rồi, ok. Bây giờ Phong sẽ qua bên đó. Ơi một khoan tự giờ sao không qua được, kính nó mở rồi. Ơi Sam, ở trong kia nó có cái nút màu xanh kìa, sao bấm cái nút màu xanh đó đi. Nghe thử nha, hay da. Bây giờ ui, một tạo cái đường màu xanh. Dạ, rồi hiểu rồi. Yes, đi qua đây. Ôi trời, té nhảy bên đây nè, đi qua đây, sao nó leo lên đây rồi đi qua thôi là xong. Ok trời, tưởng gì khó lắm, đơn giản. Ủa cái gì vậy? Mình di chuyển ở chỗ nào đó đây? Cái gì đây? Chỗ nào sao nhìn nó tối vậy ta? Một chiếc nhẫn kim cương. Trời ơi. Tôi hiểu rồi bạn ơi. Hiện tại bây giờ á, tôi đã qua 18 tuổi và tôi mới vừa vượt qua được một cái thử thách. Đó chính là thử thách mà tôi với Sammy sẽ phải đoàn kết lại với nhau để vượt qua cái thử thách đó. Và chúng ta đã quá hợp nhau rồi sao mà. Đây, nhẫn kim cương. Ủa đâu rồi? Cái nhẫn rồi? Ủa gì vậy? Ủa sao đập cái tự mất vậy? Sao tôi đập cái nhẫn biết mất tiêu rồi? Tôi lấy cái nhẫn đó để tôi tỏ tình Sam mà sao tôi đập cái nhẫn biết tiêu rồi? Tôi vậy? Hiểu rồi, vậy là tụi mình không hợp nhau rồi. Thôi tụi mình chỉ là mãi bạn thân thôi, hiểu chưa? Nè không nha. Ủa gì kỳ, ta mới đập cái nhẫn biến mất tiêu rồi, thiệt tiếc ghê luôn á. Thôi không sao cả bạn ạ. Bây giờ mình không có thể tỏ tình được ở gọi là trong Minecraft, thì mình tỏ tình ngoài đời đúng không? Trời, thôi được rồi. Vậy thì bây giờ bọn mình đã vượt qua được cánh cổng 18 tuổi rồi. Bây giờ chúng ta cùng nhau đến với cánh cổng 25 tuổi nha bạn nha. Ok, Sammy sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Để rồi, xem hay là đúng không? Nè. Ok, chuẩn bị chúng ta ra ngoài cổng thế nào. 3 2 Hay da. Ok, ra ngoài rồi nè. Trời ơi, Sammy đứng im, Sammy đi. Quay qua đây, đứng im. Trời, thiệt không quá, tôi phải review từ nè. Đó, bây giờ bọn mình đã lên 25 tuổi các bạn. Bạn nhìn là tóc của mình bắt đầu khác đi nè, thấy không? Đó. Rồi bây giờ Sam quay lại cho mình coi cái khuôn mặt của Sam lúc 25 tuổi coi. Trời ơi, cái gì mà xinh dữ vậy? Ủa gì ạ? Quái vật trời, trời ơi, đâu nghe kêu đội tôi giật thấy người. Ủa, cái gì mà quái vật? Ủa, Sam nói gì ạ? Ủa, từ tôi coi cái gì ạ? Trời, cái gì vậy? Ủa, sao mà cái khuôn mặt của tôi lên 25 tuổi? Ủa, tôi nhớ trên hình nhìn tôi đẹp trai lắm mà ta, sao tự nhiên... Ủa, sao tôi biết hình này rồi? Ghê quá vậy? Trời ơi, Phong ơi, trời ơi, trời buồn quá. Nè, nha, tên kia, ngươi là đứa nào? Ngươi là tên nào? Dám giả dạng Phong Cận đúng không? Ngươi định bắt cóc ta đúng không? Không phải, tôi là Phong Cận nè. Trời ơi, tôi là Phong Cận nè, nhưng mà... Bởi vì là lên 25 tuổi, cái mặt tôi nó già hơn, tôi đâu ngờ nó xấu gì đâu trời. Ủa, trời ơi, sao ông 25 tuổi xấu thì ghê vậy, tôi nhận ông ra luôn á. Trời ơi. Thì bây giờ tôi xấu rồi đó, Sammy còn thích tôi không hả? Còn thích không? Trời ơi, tất nhiên là tụi mình mãi mà, tụi mình mãi là bạn thân mà đúng không? Bạn thân, ok. Bọn mình mới vừa vượt qua cánh cổng này ha, mới vừa tìm thấy được một cái nhẫn để là gì ta, để cho mình cầu hôn. Mà bây giờ kêu là bạn thân. Trời ơi, thiệt luôn á trời. Trời ơi trời. Cái gì nhẫn? Ông định cầu hôn cái tôi hả? Không, hồi nãy á là mình vô trong cái cổng kia thì nó có cái nhẫn cầu hôn thôi. Còn bây giờ á thì tôi
tôi không thích cầu hôn ở trong Minecraft đâu hả, hiểu không? Tôi muốn cầu hôn ngoài đời thật. Bây giờ mình cùng nhau vào cái cánh cổng 25 tuổi để coi 25 tuổi bọn mình sẽ cùng nhau làm cái gì nha. Ok được không? Rồi từ từ, bây giờ ông đứng để tôi vô trước. Ông vô thấy ghê lắm, tôi vô tôi cười không à. Rồi đứng trước để tôi vô trước. Bộ tôi lên 25 tuổi. Yên tâm đây, cái này chỉ là Minecraft thôi. Nhìn cái mặt tôi thấy xấu xấu thì thôi, chứ ngoài đời thật là tôi 25 tuổi tôi đẹp trai lắm, yên tâm. Rồi được rồi, chúng ta cùng nhau vào cánh cổng 25 tuổi để xem như thế nào nha bạn nha. Ok, 3, 2, 1, bắt đầu thôi. Let's go. Mấy bạn ơi, tôi mới vừa vô cái con map này rằng là tôi biết rằng tôi với Sammy sẽ sắp làm gì luôn á bạn. Sao biết bọn mình sẽ làm gì không? Vô đây vậy? Vô đây làm khỉ chứ làm gì? Sao vô đừng làm gì trời? Trời ơi, bà đã không biết hết trơn, bà không thấy sao? Ở chỗ này á là một cái hòn đảo vô cùng thơ mộng luôn. Và chắc chắn rằng tôi với bà sẽ phải xây nhà ở trong đây để chúng ta ở chung với nhau đó. Như vậy là hồi nãy á, tôi tặng cái nhẫn cho bà đồng ý đó. Vậy là 25 tuổi là tôi với bà là cưới nhau rồi đó. Ủa đâu ra vậy? Ủa kỳ vậy? Tôi đâu có nhận nhẫn nào đâu. Ông đập nó hư nhẫn rồi. Bây giờ tụi mình xây hai nhà riêng, ở hai nhà riêng ở chung nha. Trời ơi Sammy nước quá bạn ơi. Sao mà phải tự xây nhà? Bọn mình sẽ xây nhà ở chung với nhau. Cho nên ở chỗ này tôi đã chuẩn bị một cái rương. Sao biết cái rương để làm gì không? Hả? Làm gì? Đây. Có gì đâu trời. Ở trên tay của tôi đang cầm một cái viên ngọc mắt rồng. Đó, mắt Ender. Bây giờ ở nhà tôi sẽ sử dụng viên ngọc này để kích hoạt nó, tạo ra một ngôi nhà siêu đẹp cho Sam luôn. Tên đâu? Trời thật không? Mà thiệt. Chả là có ngôi nhà luôn. Sao như đúng đời rồi. Vậy? Được rồi, vậy bây giờ Sammy với bạn cùng nhau xem thử rồi nha. Bây giờ á tôi sẽ mở cái rương này ra và sau đó tôi sẽ bỏ cái viên ngọc và mắt Ender này vô. Bỏ vô nè. Và bây giờ Sammy nhìn nè nha. Đây. Bây giờ nó sẽ tạo ra một cái hiệu ứng ở trong cái rương. Và ngay lập tức nó sẽ biến thành một cái rương màu đen. Đó. Và nó sẽ quăng ra một cái cục kia. Đó. Và cái cục đó từ từ nó sẽ rơi xuống dưới đất. Và bắt đầu nó sẽ xây chúng ta một ngôi nhà. Đó. Ghê chưa? Gì mà tự động hóa hiện đại hóa vậy? Ghê không? Ghê không? Đó, đó, đó. Đó. Ghê không? Nó bắn ra một ngôi nhà luôn rồi, thấy không? Đó. Ghê không? Ghê không? Đỉnh không? Đỉnh không? Đó các bạn nhìn nè, đó. Hiện tại là chúng ta đang xây được một cái ngôi nhà để chúng ta ở chung với nhau các bạn ơi. Và ngôi nhà này á là nó sẽ được tự động xây luôn các bạn nhìn nè. Ôi trời ơi. Nó tự động xây luôn. Mấy cục đất nó lên trên đây nó bị lửa thiêu thành mấy cục gạch luôn các bạn thấy không? Đó, rất là đẳng cấp luôn. Đấy. Và sau đó này nó xây. Ui nó trồng cây với mình luôn rồi sao? Nó trồng cây với mình luôn nè. Cây luôn. Trời ơi, ui, cái gì vậy? Trời ơi, tính ra cái nhà này hơi bị đỉnh luôn bạn ơi. Tôi không biết là người nào đã tạo được cái nhà này mà siêu đỉnh, siêu VIP luôn á. Hey, vậy là coi như chúng ta sẽ có một cái nhà chúng ta ở mà chúng ta không cần xây luôn. Bởi vậy là tự động xây chúng ta. Trời ơi, tính ra tụi mình có cần làm gì đâu, tự nhiên có nhà ở, sướng gì vậy? Đúng rồi, bọn mình đâu cần làm gì đâu. Tôi nói mà hồi nãy tự nhiên Sammy kêu xây nhà làm gì. Đúng rồi, Sammy nước. Mình đâu có bây giờ thời điểm bây giờ là hiện đại rồi. Chúng ta không cần phải tự xây nhà nữa. Mà nó có cái máy để xây nhà cho chúng ta luôn nữa. Ghê không? Ghê không? Coi kìa, thích gần chết luôn á. Từ từ tôi vô đây bị yêu vậy. Ôi ui, sợ quá thôi chạy ra. Từ từ, đừng có vô. Bây giờ mình phải đợi cho nó xây xong đi rồi mình hãy vô, Sam hiểu không? Đó. Nè, nó đang lắp kính cho mình nè. Nó đang lắp kính cho chúng ta nè. Thành mấy cái kính nè, đó. Ui, nhìn cái này giống như một cái căn biệt thự ở trên biển vậy Sam. Sam có nhìn thấy giống vậy không? Giống kiểu là mấy người giàu á, hiểu không? Sống trên cái đảo này nè đó. Trên đảo đúng là rồi. Người giàu sống thôi. Tôi mua nguyên cái hòn đảo tôi xây cho Sam luôn á. Nhưng mà tôi mua cái hòn đảo nhỏ. Còn hòn đảo bên đây bự quá, không đủ tiền mua. Trời ơi, sao có đảo sống là giàu rồi phải không? Chụp ảnh Facebook rồi, được rồi. Đúng rồi, đó, nó xây xong rồi nè, thấy không? Đó, rồi sau đó là... Ui, cái gì vậy? Ui, nó xây hàng rào, nó xây hàng rào. Wow, ngầu vậy. Ôi trời trời. Cái rương chạy vô nhà, cái rương chạy vô nhà kìa. Rồi xong, xong ngôi nhà luôn. Tên. Quá là ngầu luôn. Trời ơi, quá đẹp. Bây giờ review thử không? Dạ. Tự xây đi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau review cái ngôi nhà này nha bạn nha. Đầu tiên nè, thì phải nói đây là một cái ngôi nhà biệt thự rất là đẹp ở giữa biển luôn. Và ở trên đây nó có một cái cửa. Bây giờ mình sẽ bấm cái cửa mình đi vô. Rồi vô Sam ơi. Rất an toàn nha, rồi vô. Đó, đi vô nè. Đây là nhà của chúng ta đó Sam. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi vô trong nhà. Đây, vô đây. Đó. Như các bạn đang thấy thì cái nhà của chúng ta vô cùng tiện ích luôn, là nó có cả cái gì ta? Bếp nè để chúng ta sưởi ấm nè, có cả rương nè và ở trên đây là có thêm cả một cái giường ngủ nữa. Ủa đây phải để hai giường chứ ta. Từ đây tôi xây thêm cái giường cho Sam nữa. Ok, rồi đó. Rồi. Ok. Ở bên dưới này thì xuống đây tôi review cho Sam coi xíu nè. Xuống đây. Đây. Này, đầu này, tiên này. Nha. Sao thấy cái bộ giáp kim cương này không? Thấy sao có gì đâu. Cái bộ giáp này á, nếu như chúng ta không thích kim cương, chúng ta chỉ cần bấm vô cái nút này tít thì ngay lập tức nó sẽ đổi chúng ta thành bộ giáp sắt. Đó. Ghê á. Wow. Ghê không?
Đúng rồi. Lê hóa gì? Chúng ta có thể đổi qua thành bộ màu vàng cũng được luôn. Đó, đổi thành nhiều bộ khác nhau. Đó, ghê không? Ghê không? Đó. Quá là đỉnh luôn. Ok. Ở bên này á thì chỗ này là có cái phần là ngọc Ender nè, Sam ơi, chứ cần bấm vô cái nút này thì nay lập tức nó sẽ tạo ngọc Ender bên dưới này cho Sam. Đó. Trời ơi. Cái gì? Ôi. Quá trời ngọc Ender luôn đúng không? Đó, quá trời ngọc Ender tha hồ dùng. Nhà nó nhìn nhỏ nhỏ mà sao nó tiện nghi như vậy? Đúng rồi, tiện nghi mà. Ở bên này á thì nó có thêm một cái rương bí mật. Bình thường á nha là chúng ta có tiền chúng ta phải bỏ vô trong két sắt đúng không? Nhưng mà két sắt cũng chưa an toàn đâu, chúng ta chỉ cần bấm vô cái nút này. Tít. Ngay lập tức nó sẽ đưa một cái rương ở đây. Đó. Và bây giờ chúng ta chỉ cần lấy kim cương, chúng ta bỏ vô trong. Đây, chúng ta lấy kim cương nè, chúng ta bỏ vào trong rương như thế này nha các bạn nha. Đó, xong chúng ta chỉ cần bấm cái nút này cái là nó sẽ cất cái rương vô. Tít. Đó, giấu cái rương liền. Khi nào đây, mình lấy mình tôi bấm hiểu rồi. Đây là quỷ đeo đúng không? Tôi lấy hết, tôi giữ cho. Đây. Ủa? Rồi xong rồi bạn ơi, đây. Cái chỗ để mình giấu quỷ đen mình chỉ cho Sam mất tiêu rồi. Trời ơi trời. Okay. Rồi, bên này thì là cái lò sưởi này á, chúng ta tắt nó cũng được luôn rồi đó, thấy không? Tắt nó đi nè. Rồi chúng ta muốn dùng á, chúng ta cùng bật lên. Bật lên. Đó. Nhanh xinh quá. Ủa mà từ Phong ơi, sao vậy? Cái nhà này tôi nhìn nó giống như là cái nhà của mấy cặp đôi mới cưới vậy? Sao nhìn nó giống vậy? Ờ, chứ còn gì nữa, trời ơi, chứ còn gì nữa. Vậy cái okay. Đó thôi, tôi không ở đâu. Nhà này tôi ở nhà riêng à, tôi không ở nhà chung với ông đâu. Nghĩ sao vậy? Ok, ôi, được đúng. Rồi, vậy hay bây giờ á, Sammy đi ra ngoài kia, Sammy tự xây cái lều cắm trại, Sammy ở đi, tôi ở hôm nay mình. Yeah. Vậy nha. Ờ, thôi, đùa thôi, bây giờ tôi vô súng kẹt, súng tạm thôi, không, súng ké thôi. Ôi, súng ké hả? Có sống ké luôn hả? Trời ơi trời. Rồi qua bên đây. Ở bên này nè, nó có thêm một cái bàn chế tạo nè. Bấm vô cái nút này nó sẽ đem cái bàn chế tạo cho chúng ta. Đó, bấm cái nút này sẽ cất cái bàn chế tạo đi. Đó, Sammy không biết đúng nó rồi. Ăn đúng không? Thì ở đây nè, chúng ta có một cái máy này hay lắm. Đây, bây giờ tôi sẽ có thịt bò ở trong tay, thấy không? Thịt bò sống nha. Rồi. Bây giờ á, mình sống. Chỉ cần bỏ thịt bò vào trong cái rương này. Đó, và sau đó chúng ta lấy thêm mấy cục than. Ta bỏ mấy cục than vào trong đây thì ngay lập tức nó sẽ tự động nấu đồ ăn cho chúng ta luôn, nghe ghê không? Ủa gì mà bỏ rương người ta bỏ trong lò nướng, sao ai bỏ trong rương mà sao nấu chín được? Nè, mình bỏ thịt bò vô đây, mình bỏ rương vô đây thì ngay lập tức nó sẽ cho thịt bò chín qua bên đây. À, chờ xíu nha, tí nữa có thịt bò chín bên đây nè. Đâu, tôi kiểm tra lại coi. Nè, thấy không? Nè, Sam nhìn nè. Có 64 cục thịt bò nè, đấy, đó. Trời ơi. Dữ vậy. Wow, ấy kiểu này là ăn xong mặt sướng trong ngôi nhà luôn. Siêu xịn sò luôn á. Đúng rồi, mình có cái nhà này là mình khỏi cần làm gì hết trơn luôn á. Rồi, ok bạn ơi. Nhưng mà có điều là nó không có cái nút để mình mở cửa mình đi ra ngoài ha. Để nó nhốt mình trong này luôn á Phong. Không sao, bây giờ mình bắt cua lại được. Trời, ngọc Ender quay rồi kia. Rồi, ok. Ha, mình có ngọc. Rồi, ok bạn ơi. Vậy là coi như là bọn mình đến 25 tuổi thì bọn mình sẽ có nhà nè, bọn mình sẽ sống chung với nhau. Đó rồi, tôi hiểu cái cổng này là gì rồi. Ok bạn ơi, thì bạn thấy cái video này thế nào, bạn thấy hay hay không và thấy thích video này hay không, hãy nhớ bình luận xuống bên dưới cho mình biết nha. Và anh em cũng đừng quên là hãy nhấn nút like cái video này để cho mình có thêm động lực làm thêm nhiều những video mới cho bạn xem đó nha. Còn bây giờ thì mình nghĩ video này cũng đã rất là dài rồi, cho mình nghĩ mình sẽ kết thúc video tại đây và hẹn gặp lại anh em những video lần sau nha. Tạm biệt. Are the king, hello team.